Hello, xin chào anh chị em đã quay lại kênh cá mập của mình. Mình là Thắng lên cái Bill Farm nha anh chị em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên một số dòng cá cho anh chị em chơi dịp Tết này nha. Thì anh chị em nhanh chân để mà sắm những cặp cá mà anh chị em yêu thích về chân Tết nha anh chị em. Đó thì đặc biệt á là hôm nay mình sẽ free ship nha anh chị em. Tiếp tục chương trình là free ship cho anh chị em cho đơn hàng từ 300k trở lên nha anh chị em. Và mình sẽ giao cá tận nhà cho anh chị em và phần ship code luôn nha anh chị em. Và cá thì bảo hành tặng nơi cho chị em ha, đến nơi anh em nhận cá bắt đầu các anh em có thể là chụp hình lại hoặc quay clip lại gửi báo mình ha. Có vấn đề thì cứ báo mình sẽ bồi thường 100% cho chị em, nên chị em yên tâm vấn đề đó nha. Rồi thì trước mắt anh chị em là dòng cá Ivory anh chị em. Ivory này có thể nó bị nhiễm anh chị em, nhiễm đỏ gọi là ghét Ivory ha. Nói chung là mình đặt tên nó là ghét á, thì nó đỏ đỏ nha đó. Tại vì cái dòng này thì cá này rất là tơ, cá này mới 2 tháng rồi nha anh chị em. Mình đang đang phơ mới lên nè, mình show cho em coi thôi. Anh chị em nào yêu thích thì cũng có thể bắt về nuôi nha. Anh chị em thì cái này chị em muốn chơi Ivory nữa thì nhắn tin Zalo cho mình nha. Thì cái số Zalo mình để trên góc phải màn hình đó anh chị em, và cái giá của nó thì cũng cũng không có thấp nha anh chị em. Dòng nhẹ nhưng mà nó rất là đẹp nha. Anh chị em muốn bắt máy luôn thì cũng được nha, mình cũng có mấy con máy mà đỏ gì luôn nè. Về anh chị em đi đập, nói chung là Ivory anh chị em cứ chơi là nhiều màu sắc là được đó anh chị em. Rất là đẹp luôn, nói chung là nhiều màu sắc lộn xộn lắm, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu tím cũng có cả. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên dòng cá đầu tiên nha anh chị em, là dòng gồng đỏ tiên nha anh chị em. Đó, dòng đỏ tiên này mình đang bán là 100k một cặp anh chị em. Và ngày hôm nay anh chị em lấy 6 cặp ha, là 320k ha anh chị em, và là được free ship luôn đó anh chị em. Đó thì mình bảo hành tặng nơi anh chị em. Anh chị em chỉ cần trả là 320k thôi và được 6 cặp gồng đỏ tiên rồi nha. Về anh chị em chơi và anh chị em là được bật được free ship đó anh chị em, nói chung là chỉ 320k rồi đó. Thì những cái gồng đỏ đấy là gồng đỏ cũng tầm trung tầm thường đó anh chị em, nói chung là cho em tập chơi đó. Anh chị em mới chơi này thích màu đỏ nè, nó thì trên thân nó có một lớp dãy latium á, nó màu trắng anh chị em, cho nên đánh đèn nó bị chá anh chị em thông cảm nha. Nó chá chá một xíu tại vì đèn mình để hơi thấp á, nó chá lắm. Nhưng mà tại vì cái lớp dãy cái latium của gồng này, gồng này gồng Thái nha anh chị em. Đó, tia thì cũng rất đều, có những con nó được hát môn luôn anh chị em, có con thì không được nha. Nói chung đó là tia đều cho anh chị em chơi đó. Về vấn đề hơi tỉ một xíu nha anh chị em. Cá rất đẹp anh chị em. Thì anh chị em nào mình ship là ship GNT gia đoạn nhà anh chị em ha, và bảo hành cá tặng cho anh chị em tặng nơi luôn, nên anh chị em yên tâm vấn đề đó nha. Đó. Và ship Phương Trang nha. Mình ship Phương Trang thì anh chị em chỉ khó chuyển khoản trước cho mình nha, tại vì Phương Trang nó không có thu hộ anh chị em. Rồi đây là clip cá máy anh chị em, cá máy gồng đỏ nè anh chị em ơi, gồng đỏ tia nha. Đó, cá máy là full tia hết anh chị em, còn những con cá máy quay lưng rất là dựng luôn anh chị em thấy không. Đó, gọi là BDS đó anh chị em, là Bitusa đó anh chị em. Nói chung là cá này á, là cá tơ, nó chưa rẻ lần nào hết á. Mình bắt những con cá tơ này về anh chị em ghép cho ha, thì cho anh chị em giữ cái bộ nó cho dễ nuôi với anh chị em, về dễ đường nước nè, chứ mình không có ghép chống máy nha. Về anh chị em tự ghép vô, nói chung là nuôi gì cho cá nó rất là khỏe mà tốt, phát triển nhanh anh chị em. Đó, về anh chị em muốn ghép nó vô nào anh chị em ghép nha. Đó, đây là cá mái cũng rất là đẹp luôn nha anh chị em, tia và bay lưng rất là dựng luôn nha. Thì số điện thoại mình đang có phải màn hình đó, anh chị em liên hệ qua Zalo ha, nhắn tin Zalo thì mình sẽ ghép rất là nhanh nha anh chị em. Rồi tiếp theo là blue to bass nha anh chị em. Blue bass này là blue to bass gen nha, những con cá mái gen, chống thì chống gen, những con ghi bông luôn nha. Đợt này thì nói chung là cá trống nó phát triển rất là nhanh anh chị em ơi. Cá mái thì nó chắc là nhỏ nha, cá mái có những con vừa vừa thôi. Cá này mới 2 tháng anh chị em ơi, cá mái mới khoảng mấy 2 tháng à. Mình đang bán á là 40k một cặp, và anh chị em lấy 10 cặp á là 300k nha. Và lô tôm bát này nói chung á là anh em về chơi á thì chơi những con cá trống á, cá trống thì cái màu nó màu xanh rất là đẹp luôn. Và đặc biệt á anh chị em nuôi cái này màu tối nha, màu đen hoặc màu xanh nè, thì nó mới lên cái màu xanh của bà lô tôm bát này nha, xanh ngọc anh chị em. Anh chị em mình nuôi màu trắng á, này màu trắng nha, là nó không thấy gì luôn anh em, nói chung là trắng tư luôn á. Con cá này nó được cái dạ cái màu á, nên anh chị em lưu ý nha anh chị em. Đó, cá nó nhìn như clip mình rất là mê luôn, nói chung là mẹ mình còn mê cái con dòng bên tôi bắt này nè. Đó, hôm nay mình bắt lên, mình lên một số cặp sẵn rồi mình bán Tết anh chị em đó, chứ mấy con này về anh chị em á chân Tết rất là đẹp luôn nha. Và anh chị em nhà anh chị em có hồ kính á, anh chị em nuôi chịu khó dán một lớp lì can màu đen làm sao á cho nó dạ cái màu xanh và đánh đèn lên rất là đẹp luôn. Và cái dòng này dòng mắt đỏ nha anh chị em, nên rất là khó nuôi nha. Và cá mái thì con rất là nhỏ anh chị em, anh chị em lưu ý nha. Anh chị em nào bắt thì liên hệ số điện thoại Zalo mình để có khỏi màn hình á, liên hệ với mình. Đợt này mình lên đâu tầm được 20 cặp à, không tới nữa nha em ơi. Nói chung á là mình lên nhanh á, là mình xả luôn anh chị em chơi á, không phải là xả nữa mà là mình muốn bán luôn á, chứ thật ra là dòng này mình thật ra mình để chơi Tết thì rất là đẹp luôn.
nhôm nhà cái màu xanh này mình rất là thích luôn nha. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì anh em cũng thích, mà nào anh em chơi màu đó. Thì anh chị em chơi cá mà chủ yếu là anh em thích cái nào anh chị em chơi màu đó thôi nha, chứ đừng chơi theo người khác nha, người ta nói gì thì kệ người ta, mình thích sao mình chơi vậy thôi nha. Rồi tiếp theo là mình lên gồng xanh bê đế đắt mua cho anh chị em chơi nha anh chị em. Đợt này mình lên có được tầm 10 cặp hơn hả anh em, 10 cặp hơn nha. Nói chung là cá trống cá mái này rất là dữ luôn nha, cho anh chị em về anh chị em làm giống nha, hay là anh chị em muốn chơi thì sao thì chơi nha. Đó anh em coi đi, cá trống anh em thấy không, cái đuôi mắt luôn luôn á, tại vì mình đánh cái đèn nó hơi bị chá nha em ơi, cái tia anh chị em thấy chưa gõ ngay, chứ ở ngoài nó là full tia hết nha anh chị em. Đó thì mình đang bán là 300 một cặp nha anh chị em, và anh chị em mà lấy á, là combo là 3 cặp là 600k anh chị em, và mình đơn hàng á trên 300k là mình free ship luôn nha, nên anh chị em yên tâm nha anh chị em. Đó hôm nay mình bệnh thì mình nói chuyện nó hơi ngọng ngọng một chút xíu, với lại hơi đau họng anh chị em, cái tiếng mình nó hơi khó nghe một xíu anh em thông cảm nha, thì mình nói nhiều nãy giờ mình cũng muốn ho lắm đó. Anh em con cá rất là đẹp luôn nha anh em. Đó cá này là đuôi là hắc mua nữa ha, và quay lưng rất là dựng luôn nha. Đó mình quay thì rất là chân thật cho anh em xem luôn. Đó mình đang bán có 300 một cặp hà, và 3 cặp là 600 ngàn anh em. Cái hàng là từ 300 đến 500 một cặp á. Đó đây là mình để cái lớp màu đen cái gà nè. Anh em thấy con cá nó rõ không? Đó anh em ơi, cái thân nó cũng có một lớp platinum và có hoa văn nữa anh em. Thì cái bộ này là từ Indo với Thái, hai hàng nó kết hợp với nhau á, cho nên anh chị em coi cái này clip mình quay sau là anh em thấy rất đẹp đúng không? Đó, nên anh chị em nào biết chơi á, nói chung là nhìn con cá biết nhận 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 xét con cá thì có thể là bắt về chơi nha. Rồi anh chị em nào mới tập chơi thì mình nghĩ là anh em khoan bắt về nuôi nha, tại vì cái dòng anh chị em chưa nuôi cá bao giờ, anh em nuôi về rất là khó nuôi với anh em, chưa anh chị em chưa có kiểu là tay tay anh chị em nuôi cá chưa có lên tay á, nói chung là anh chị em có thể là tham khảo dòng khác ha, dễ nuôi ha. Dòng này thì nó hơi khó nuôi một xíu, tại vì mày cần phơm đúng rồi, là giá hơi cao á, anh chị em nuôi về thì khi nó chết thì rất là uổng á anh chị em, nó thật sự như vậy á. Mình thấy nhiều anh chị em nuôi về về thả con cá ra gót gì xử lý nước mà gì lấy nước trực tiếp luôn á, không có qua xử lý gì chơi mà anh chị em nuôi cá luôn, mình thấy mình rất là không phải nói là thế nào nói được luôn á. Mình có thể thích cho anh chị em hiểu thì anh chị em chịu khó tìm hiểu ha, mình xem mình học hỏi thì mình nhiều ha anh chị em. Đó mình thì lúc nào cũng hay lên YouTube mình xem học hỏi cho anh em ơi. Đây là clip cá mái nè anh em có cá mái ha, cá mái thì quay lưng quay đuôi phun tia hết nha, rất đẹp luôn nha, tại vì cái nền nó màu đen anh em, cho nên cái đuôi nó không có ánh xanh được, nó hơi đen đen một xíu, nhưng mà nó ngoài nó màu xanh đen nha. Đó con cá mái anh em coi đây, con nào cũng quay lưng rất là dựng luôn đó. Một cặp cá như vậy thì rất là đáng giá cho anh em chơi ha, muốn làm giống thì cái này mình tuyển giống á, cho nên mình để giá cũng hợp lý mà cũng không quá cao mà cũng không quá thấp, nếu có thấp quá thì mất giá trị con cá, và mình không muốn bán như vậy nha, thấp quá thì mình để mình nuôi luôn chứ mình không có bán nha anh em. Đó, giá thì cực kỳ hợp lý anh em luôn, nói chung mình làm dòng này là lên là tuyển giống cho anh em chơi đó. Anh em coi cá mái ha, quay lưng rất là dựng luôn anh em đó, và quay đuôi cũng rất là tròn luôn ha, gọi là hắc môi mê đết đó. Đây là cá mái mình chưa ghép trống nha anh em, về anh em cho ghép vô nha. Đó, mình nuôi mình tách trống mái từ nhỏ cho con cá nó rất là sung cái độ khỏe, về anh em cho ghép vô tầm 25 30 ngày là sẽ đẻ ha. À, con nào cũng thấy body cũng rất là to nha anh em, cá này là đúng 3 tháng luôn đó nha, 3 tháng có con, chưa tới 3 tháng nữa đó. Anh em có thể ha, cần liên hệ số điện thoại Zalo thì góc phải màn hình á, rồi liên hệ Zalo của mình đi rồi đặt cá nha anh em. Rồi tiếp theo là blue tây gia nha anh em, cái dòng này thì anh em thấy là cái đầu nó có một ánh xanh nha, đó cái thân thì màu đen và cái lưng cái đầu nó một ánh xanh nha anh em. Cá này rất là tơ nha, 2 tháng rưỡi nha anh em, cá mái cũng rất là tơ luôn, về cho em từng nước nha. Cho nên đợt này á, mình để giá cho em á, là 10 cặp 300k nha. Ví dụ anh chị em có cái hồ ngoài trời á, anh chị em cái hồ non bộ hay là cái một cái hồ cái khay gì ngoài trời á, anh chị em có thể lấy mua về 10 cặp nè, anh chị em để đi, buổi trưa nó nắng á, nó chiếu vào thì những con này nè nó hiện cái đầu màu xanh lên rất là đẹp luôn nha. Đó, anh chị em nuôi thì nên để ý ha, cái dòng này bờ đô tây anh chơi hỷ sinh rất là đẹp luôn. Đó, anh chị em muốn chơi lộn xộn hay sao cũng được cả ha, thì combo á thì mình để như vậy thôi, nhưng mà anh chị em muốn xé lẻ thì xé, ví dụ 3 cặp này, 3 cặp vòng đỏ, 3 cặp vòng tím, 3 cặp blue tajan hay là 3 cặp gold gì đó, tùy anh chị em muốn lấy combo sao lấy, miễn sao đơn hàng trên 300k là được free ship, và đơn hàng từ 200k là mình ship rồi nha, nhưng mà anh em đi đâu free ship ha, free ship là 40k cho đơn hàng về 200k anh chị em, và trên 300k đợt này á là mình khuyến mãi anh chị em là gần Tết nè, mình bao ship anh chị em luôn là được free ship nha. Rồi tiếp theo là mình lên được 7 gold này nè, là 10 con cá trống và 15 con cá mái anh em. Đó cá mái thì nói chung là gần lên full dãy hết rồi nha, có những con nó full luôn cả anh em,
cả chống máy nha. Đợt này là 10 chống 15 máy là 350k, nhà nhạc tương đương 30k một cặp đó anh chị em. Nhưng mà mình free ship cho anh chị em luôn nha, là anh chị em không có free ship á, free ship là 40k đó anh chị em. Và mình ship cái cho em là mình đóng gói nè, mình đem đi gửi nè, rồi mình đóng cái thùng xốp anh chị em. Thùng xốp là mình mua anh chị em là 10k một cái á, cho nên á anh chị em rất là hời hợt cái phần là free ship á. Mình sẽ phải uống nước chút xíu nha anh em. Lần này mình quá khá là bệnh á, khen tiếng một xíu anh em đồng cảm nha. Cá thì rất là đẹp nha anh em. Anh em nào hết cái dòng gòn này có thể liên hệ cho mình nha. Chỉ còn duy nhất là một combo thôi, là 10 chống 15 máy nha anh em. Đó là 350k, là free ship luôn cho anh em đó. Cá dần dài chân tới rất đẹp luôn. Cái màu vàng này chân tới rất là may mắn, là lộc phát nhiều nha em. Nó như những cành mai đó nha em, lúc nào vàng thì cũng có nhiều may mắn nha. Rồi tiếp theo là mình lên màu tím đó anh em. Màu tím đây là màu tím mộng mơ, là gồng tím nha anh em. Là mình đang bán là 80k một cặp, và anh em ngày hôm nay lấy 5 cặp là 350k nha, và free ship luôn nha anh em. Đó, anh em thấy màu tím rất là đẹp luôn nha, mình cũng thích màu tím rồi lắm luôn. Nhưng mà anh chị em nào chơi mà làm cái dòng gồng tím đấy thì tỷ lệ nhiễm rất là nhiều luôn nha. Mình làm rồi thì nó ra tỷ lệ nhiễm rất là nhiều, cho nên mình cũng muốn bán là để bỏ dòng luôn đó anh em, tại vì làm nhiễm nhiều lắm. Nhưng mà anh chị em nào chơi thủy sinh thì không có chơi làm gì kinh tế hay là gì thì hãy bắt chị chơi nha. Màu tím rất là đẹp luôn, ra nắng thì nó chói xuống anh em, nó chói xuống cái màu tím nó lên rất là đẹp luôn. Gồng tím Platinum chỉ là 80k một cặp thôi, và 5 cặp là 350k ha, và free ship luôn nha em. Rồi đây là cái máy anh chị em. Cái máy này size cũng vừa thôi, về anh chị em ghép ghép chống cho đẻ nha. Cái này mình vừa ghép chống nha anh chị em. Anh chị em nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha anh chị em, để mình có động lực mình ra video mới anh chị em xem ha. Khi nào mình ra video mới thì nó sẽ hiện thông báo anh chị em á. Quên đó, anh chị em nhấn nhấn cái phần chuông nha, và để lại một comment góp ý cho mình nha anh chị em, có vấn đề gì anh chị em cứ báo cho mình nha. Rồi thì tiếp theo là dòng gồng đỏ thường anh chị em. Cái dòng này là 10 cặp là 320k nha, bán lẻ là 10 40k một cặp anh chị em. Mình biết đại là mình show cho em coi nè, nhưng mà có những con trống rất là đẹp luôn anh chị em, có những con trống kiểu hắc môi luôn á, mình chưa có lựa ra hay sao á. Nhưng mà thôi mình bắt đại anh chị em luôn, và anh chị em là muốn chơi gồng đỏ này á, tập chơi á, thì bắt gồng đỏ này ha, là 10 cặp á, là 320k và được free ship luôn nha, lẻ là 40k một cặp. Mà anh em đừng nói bắt lẻ anh em ơi, anh em bắt ba cặp này ba cặp kia hai cặp nọ gì đó, tùy với em mình có xé lẻ luôn nha. Đó, mình quay anh em xem đây, cái màu đỏ rất là đẹp luôn, màu đỏ mình đánh đèn rất đẹp luôn ha anh em. Cá máy thì nó không bằng cái bộ kia, cá máy bộ kia thì đẹp hơn nha anh em, tại vì nói chung một bộ nhưng mà mấy con kia thì nó tiện hơn, những con này không có tiện cho nên nó không có đẹp bằng, nên nó chỉ có 40k một cặp thôi, và 10 cặp là 320k ha. Số điện thoại mình xin nhắc lại, số điện thoại mình để góc phải màn hình á, anh chị em nào muốn mua cá liên hệ với mình á thì có thể liên hệ với Zalo của mình nha, hoặc gọi trực tiếp cho mình không bắt máy thì anh chị em có thể nhắn tin vô Zalo mình nha, tại vì mình bằng công chuyện anh em. Rồi thì tạm biệt mọi người nha, clip bữa nay là kết thúc. Rồi đây là cầm đỏ mình quay top view anh chị em nha. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày đặc biệt hiệu quả nha, chúc mọi người xem và clip vui vẻ nha, bye bye mọi người.